Rồi, có ngày hôm nay có một số ít hàng nhé, thanh lý cho quý anh chị em bà con bạc mình ai có nhu cầu sử dụng thì gửi em này nha. Rồi, đầu tiên sẽ em lên cái thân bu lông này. Cái thân bu lông này em còn mấy thân thôi, pin thì không còn nữa, bán hết rồi, sạc bán hết rồi nhá. Rồi, thanh lý mấy cái thân bu lông này chỉ có 285.000 nhá, 285.000 một thân em này. Đấy, thân bu lông này cực kỳ ngon quý vị nhá. Đấy, mở ốc 19 thì cực kỳ ngọt nước luôn ấy. Đấy, anh nào có pin rồi thì mua thân này về mà xài cho sướng này. Rồi, tiếp theo đấy là cái thân bu lông của thân khoang pin, thân khoang bê tông 3 chức năng nhá, thân khoang bê tông 3 chức năng. Thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình với giá chỉ 750.000 nhá, giá 750.000. Đấy, một cái thân như này, 3 chức năng nhá, chân pin phổ thông cho em này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đấy chưa? Rồi, tiếp theo đấy là cái ông máy trà nhắm rung. Trà nhắm rung này thì thanh lý với giá chỉ có 320 thôi. Con này 320 quý vị nhá. Đấy, mốc thì được thì ở em này. À nhầm, quý vị ơi, con này là 420 nhá. 420.000 cho em này. Đấy, hàng bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình nhá. Đấy, trà nhắm rung hình chữ nhật 420.000. Đấy, đấy là một tiếp theo là con máy máy mài này. Đấy, máy mài thì bây giờ những cái con này thì do hàng, đây là những cái con hàng bị trả lại nhá, hàng bom ấy. Đấy, khách không có tiền để lấy hàng. Nên đây hàng là hàng thương hiệu quý vị nhá, hàng thương hiệu ngon đấy. Hàng có tem có mát đầy đủ quý vị nhá. Cực kỳ ok luôn. Đấy. Rồi, với giá chỉ có nhiêu nhỉ? 290 nhá, 290 một con máy như này. Đấy, công tắc đuôi chuột cho em này, hàng cực kỳ là ok đấy. Quý vị anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Tiếp theo đây là có mấy cái kìm Crossman. Đấy, kìm này kìm kìm bấm loại 1 nhá, kìm bấm loại 1, nó có hơi hang rỉ chút xíu này. Đấy, và nó không còn cái vỏ hộp nữa, em thanh lý này. Cái con này bình thường thì bán 100.000 một cái, nhưng bây giờ chỉ còn lại 60.000 thôi nhá. 60.000 một cái cho em này. Đó, Crossman. Đấy, anh nào nhanh tay nhanh chân thì có hàng, mà không thì hết chơi, em cũng có hàng đâu nha. Rồi, đây là một cái con máy mà do vận chuyển nó bị vỡ cái tai. Nó bị vỡ cái tai này nhá. Rồi, thấy chưa? Quý vị nhìn thấy chưa? Rồi, có sáng đầy đủ nhá. Đấy, cực kỳ là ok. Đấy, 120 bây giờ thanh lý 90.000 nhá. 90.000 cho em. Đấy, cực kỳ là ok này. Rồi, quý anh chị em bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm thì những cái mặt hàng này thì cọc tiền cho em nhá, rồi đi hàng. Đấy. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm. Đấy, một cái sản phẩm mà dành cho tất cả các quý bà này, quý anh quý chị này. Đấy, dành cho những cái mùa đông đến này, hay là mình hay tắm làm việc về đêm khuya ấy, thì nên sắm cho mình một cái như này nhá, để sấy cho đầu tóc mình luôn khô, nó không bị ẩm ra đầu này. Đấy, không bị nói chung là tóc mình luôn khô thì sức khỏe luôn luôn được đảm bảo nhá. Rồi, thì ngày hôm nay em thanh lý một cái dòng sản phẩm này thì nó là một cái hàng nội địa cực kỳ là ok luôn này. Đấy, nó có hai mức chế độ cho em nhé, và công suất của nó là 1.000W nha. Công suất của nó là 1.000W cho em nhé. Rồi, ngày hôm nay em thanh lý với giá siêu siêu rẻ cho toàn thể quý vị nha. Cái sản phẩm này thì đó là một cái máy sấy mini, mình có thể để túi sách này, hay để dùng gia đình công trình đi công sở gì cũng được hết, mình có thể sử dụng đến mọi lúc mọi nơi nha. Siêu nhỏ gọn luôn. Đấy, cực kỳ là ok quý vị nhá. Đấy, em bật lên cho máy chạy luôn cho quý vị cùng nghe này. Đấy, như này là mình sấy thoải mái rồi nhá. À, như vậy là sấy thoải mái rồi. Đấy, có đủ ấm đầy đủ nha. Rồi, ngày hôm nay thanh lý với giá chỉ có 45.000 một cái thôi. Đấy, anh chị em bà con của bác mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về cái dòng sản phẩm này cho quý vị này. Đấy, dành cho những anh nào làm công sở ấy, thì đặc biệt nha. Đấy, mua cái này hay, cực kỳ hay luôn. Đấy, đây là một cái giải pháp tối ưu. Đấy, dành cho áo quần mình luôn luôn lắng này, và trong trong là bóng bẩy nha. Đây, một cái bàn là hơi nước này, cầm tay mini nha. Đấy, mình mặc lên rồi mình nhăn ở đâu mình có thể là đấy, găm điện trực tiếp 220 nha. Rồi, một cái mẫu sản phẩm này thì em đang thanh lý này, giá sale giá sập sàn nha quý vị nha, với giá gì có là 100.000 thôi, 100.000 nha. Đây là cái nắp này mình cho nước vào này, và đây là chế độ này là mình xịt nước nha, mình xịt nước nó phun ra nha. Đấy, và đây là cái mặt là của mình. Đấy, nó cực kỳ hay nè, gọn gàng như này. Rồi, giá 100.000 quý vị nhá.
Tiếp theo ngày hôm nay bên em sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị một cái dòng sản phẩm, đây là cái mẫu dòng cù làm vệ sinh kính nhá. Đấy, vừa trà kính này, cái này là mình để vuốt kính nhá. Đấy, bằng cao su non này, mềm này nhá. Còn cái này là trà vệ sinh, nó là tầng hai bên luôn. Đấy, mình ráp về hai bên nhá. Bên này trà nhá. Đấy, bên này trà này và bên này vuốt kính này. Đấy, vuốt kính nó sạch này, cực kỳ là ok luôn nhá. Và được tặng kèm theo một cái lưới như này để mình lắp cái những cái mìn vào ấy, mình lau cho nó khô nhá. Đây, rồi về với cái dòng sản phẩm này thì em thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, với giá chỉ có là 30.000 một cái thôi nhá. 30.000 một cái, đấy là cái dụng cụ để làm vệ sinh kính này. À, cực kỳ là ok luôn nhá. Kính hay là nhà bếp gì cũng làm ok hết. Mình vuốt vào gạch, vào đá, gạch men gì cũng được hết nhá. Đấy, nó cực kỳ hay. Đấy, cực kỳ là ok nhá. Anh chị em bà con của bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm ấy, dành cho tất cả các ai cũng sử dụng hết nhá, từ người lớn đến trẻ em luôn. Đây là một cái cây cỏ lân nhá. Cây cỏ lân, đây là cây khi mình tắm mình cỏ lân. Một cái đầu là bông lưới này và một cái đầu là cái này là gọi là bàn chải tơ mìn nhá, bàn chải tơ cực mìn luôn. Đấy, nó mìn như bàn chải ấy. Mìn hơn bàn chải đến răng nữa quý vị nhá. Đấy, mình cỏ lân cực kỳ là sướng luôn. À, mình gãi lân cũng được luôn, ok nhá. Đấy, nó có đồ cong này. Mình có thể lật ngược lật xuôi gì cỏ cũng ok hết nhá. Thì ngày hôm nay bên em về thanh lý với giá chỉ có là 15.000 thôi nhá. Đấy, bán này là bán thanh lý cho vui thôi, 15.000 một cái này. Đấy, anh em bà con của bác mình quan tâm thì ơi em nhá. Ngày hôm nay em có về thêm một cái lô sản phẩm bơm nha quý vị nhá. Đấy, đây là cái mẫu bơm bơm lùn. Đấy, bơm này là bơm một ống nhá. Đấy, bơm này để đi picnic này, để túi sách này, học sinh đi học này. Đấy, cực kỳ là hay quý vị ơi. Đấy, một cái sản phẩm mà nó siêu gọn nhẹ và đảm bảo cái chất lượng này cho mình khi sử dụng nhá. Rồi, có tặng kèm theo những cái đầu bơm này, theo kèm nhá, như này. Đó, bơm luôn, khi mình mở ra mình bơm là nó như này nhá. Đấy, nó sau đây và đây là cái lốc gài nhá, mình gài lại nhá. Đấy, để cất gọn. Đấy, nằm trong một cái hộp cực kỳ là gọn gàng như này luôn. Đấy, thì hôm nay em thanh lý này, giá sập sàng cho toàn thể quý vị quý bà con bác mình này, với giá chỉ còn 50.000 một cái nhá. 50.000 một cái thôi. Đấy, giá này thì nói thật quý vị là giá này là giá sập sàng rồi, không có cái giá nào rẻ bằng cái giá này đâu. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp theo cho toàn thể quý vị bà con bạc mình nhá. Đấy, ngày hôm nay có về một cái lô sản phẩm, đấy là cái màu keo vá tường. Đấy, nhà nào bác nào ấy mà muốn nhà mình đẹp ở dưới các chân tường nhá, nó thường xuyên bị ẩm mà nó bị bong sơn, thì đây là một cái giải pháp tối ưu cho toàn thể quý vị bà con bạc mình giải quyết nhá. Đấy, tít vào thì nó là sẽ lấy máy độc thuông chứ còn không bao giờ nó bong nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây là một cái dàn keo tổng hợp chuyên gia tít tường nhá. Rồi, thì nó là cái dung tích của nó là 250g nhá, 250g cho em này. Thì mình về mình xài thoải mái cho những cái lỗ nào nó bị bong ra nhá. Rồi, một tip chỉ có 25.000 thôi. Một 25.000 một tip cho quý vị nhá. Rồi, anh chị em bà con của bác mình ai quan tâm thì ơi em này, nhà tường bị bong thì tường bị bong nứt thì đây tít vào nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em về thêm một cái lô sản phẩm đấy, về tiếp tục. Đây là về tiếp tục quý vị nhá. Một cái màu sản phẩm máy hàng mix xài cuồng thuốc một kỹ cho em nhá. Đây là những cái thiết bị để xài lắp cuồng thuốc một kỹ cho em này nhá. Cực kỳ là ok luôn. Riêng cái màu sản phẩm này thì bấy lâu nay em bán hàng cực kỳ là chạy luôn nhá. Sản phẩm bảo đảm bảo chất lượng uy tín cho quý vị mình xài luôn. Thì cái phụ kiện theo kèm của nó này gồm có dây này, hàng kìm hàng kẹp mát này và súng mic nhá. Súng mic và được tặng kèm theo một cái cuồng thuốc 0,5 kg. Đấy, cực kỳ là ok luôn quý vị nhá. Súng mic đầy đủ và phụ kiện đấy gồm có mặt nạ hàng này rồi mo hàng đánh rỉ theo kèm như này đầy đủ. Cực kỳ là ok rồi. Rồi, và đây là cái cách đây nhiều bác ấy chưa biết cách sử dụng thì bây giờ em sẽ hướng dẫn luôn nhá. Đây là cái chế độ, cái đèn này nó đang báo ở chế độ là chế độ tích nhá. Đây thì có chế độ tích này, chế độ MMA này là hàng que nhá. Hàng cái lúc nào mình hàng que thì mình găm hai cái cọc âm dương vào đây mình hàng que cho em. Còn chế độ hàng mic thì đây là chế độ hàng mic một cái cuồng dây ấy, cuồng dây thuốc gồm có hai loại nhá. Một loại là 0,8 mm và 1 chấm. Thì khi nào mình xài cái cuồng thuốc như nào thì mình điều chỉnh nhá. Như là mình hàng tích quẹt thì mình ở chế độ này,
Còn hàng que MMA thì mình bấm tiếp tục. Cái đèn nó sáng ở MMA này thì mình hàng que nhá. Còn mà các bác mà xài hàng mic thì nên nhớ nha, phải bật tiếp theo là cuộn dây của nó là 0.8 thì mình đưa đèn tới 0.8 này. Còn cuộn dây mà 1 chấm thì mình đưa dây vào đến 1 chấm, đèn đến 1 chấm nha. Thì lúc đó mình sử dụng thì nó mới cái cuộn dây nó mới chạy. Còn nhiều bác ấy sao về găm mà tôi là sử dụng mà nó không quay cái cuộn mic thì bởi vì mình tròn chế độ chưa đúng quý vị nha. Cho nên cái hồi ngày hôm nay về hàng mới cho em lên kênh em giới thiệu và cũng là đồng thời hướng dẫn cho quý vị mình cái cách sử dụng về em nó luôn nha. Rồi thì vẫn như giá cũ cho quý vị bà con của bác mình đấy, 1.300.000 quý vị nhá. 1.300.000 đấy là có một con máy hàng ba chế độ như này, hàng tích quẹt này, hàng mic này, hàng que này. Hàng mic có nghĩa là hàng chuyên hàng sắc mỏng quý vị nhá, hai chuyên hàng sắc mỏng cho em này và hàng que luôn đấy, nó cực kỳ là ok. Đây là một con máy mic hàng mini quý vị xài gia đình công trình gì cũng ok hết đấy, là một cái thương hiệu đẳng cấp đó nha. Rồi anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Và con máy này em bảo hành sâu cho quý vị bà con của bạc mình với là lên đến là 12 tháng nhá, lên đến 12 tháng cho quý vị bà con của bạc mình này. Ai có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Hôm nay bên em có về được cái lô dao nhá cả nhà mình. Đây là cái dao này là dao hàng bại Nhật giúp em này, hàng rất là xịn luôn cả nhà. Với hàng siêu VIP luôn nha cả nhà ơi. Đó, rất là sắc luôn. Mới cầm không cũng đã đứt tay rồi cả nhà. Hàng này là hàng của Nhật này, hàng bao xịn luôn nha các bạn ơi. Rồi cái dòng này thì em cũng là số lượng rất là ít nhá, không có nhiều đâu. Thì cái sản phẩm này là mình có thể vừa thái thịt rồi vừa chặt thịt được luôn nha, mình chặt xương được luôn đấy. Con này nó nặng là 500 kg nhá, có nghĩa là nửa ký ấy. Nha bác. Rồi với cái sản phẩm này thì em đang thanh lý là 160.000 này. Để bác nào mình có nhu cầu về cái sản phẩm cái dao mà vừa thái vừa chặt thì chốt con này cho em với giá là 160.000 nhá. Ở hàng rất là xịn luôn cả nhà. Thái thịt cũng ngon mà chặt xương, chặt cá, chặt thịt cũng rất là ok luôn. Nhá, hàng này là hàng bao VIP luôn nha các bác. Số lượng có hạn cho nên là anh em bà con nào mình cần thì mình cứ liên hệ cho em ngay nhá. Đấy, để đặt hàng nha các bác ơi. Đấy, hàng bao xịn luôn. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay em có về cái bộ sản phẩm này nhá. Đây là một cái sản phẩm, đây là tô sứ. Tô này là tô sứ nhá. Có nắp vuông này, có tay cầm. Đấy, tay cầm kim loại quý vị nhá. Tay cầm kim loại cho em cực kỳ ngon. Đốc liền luôn này nhá, được đốc liền luôn. Đấy, hàng này này bị dơ thôi. Đấy, đốc liền cho em nhé, tay cầm. Mình có thể chế mì tôm này hay là mì tôm ấy nhá, hay là nấu bột sữa cho trẻ em cực kỳ là hay luôn nhá. Thì cái sản phẩm này bên em thanh lý với giá chỉ có 80.000 thôi nhá. Thanh lý với giá 80.000 cái bộ sản phẩm. Đi kèm gồm có hai cái thìa này, hay gồm có hai cái thìa nhỏ nhỏ xinh xắn nha. Đấy, viền là viền inox cực kỳ cao cấp rồi. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp theo ngày hôm nay bên em có về một cái mẫu sản phẩm, đấy là một cái tuyệt phẩm cho những anh em thường xuyên đi làm mà bởi cà phê này hay trà đậm đặc theo ấy thì nên xử lý một cái này, nên múc một cái này nhá. Một cái em này đấy, một cái này thì một cái bình nói chung là gọi là mini cute hạt me luôn. Đấy là bình giữ nhiệt nhé, bình giữ nhiệt cực kỳ đẹp luôn. Răng này inox này, ok, hai lớp cực kỳ là đẹp luôn nhé. Rồi thì cái này thì dung tích nó là đã mini rồi thì nó dung tích cực kỳ là nhỏ thôi, nó là 300ml nhá, 300ml thôi, nó cực kỳ là nhỏ. Đấy, siêu 300ml cần được nửa lít nhá. Đấy thì ngày hôm nay em thanh lý cái này thì 80.000 nhá, 80.000 một bình cho em này. Đấy, hàng cực kỳ cao cấp luôn, có tay cầm này, có nắp này. Đấy, cực kỳ là đẹp luôn nhá. Cái này thì bỏ ba lô này, đấy, túi đựng gì nó trong đi cực kỳ là hay nhá. Rồi anh em nào quan tâm thì ở em này. Rồi tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái lô khoang ba chức năng cho quý vị nhá. Đấy, đây là cái mẫu sản phẩm hàng nội địa cho em này nhá. Kuduya nhá. Đấy, đây là cái mẫu của cái bê tông ba chức năng bỏ 226 nhá. Bê tông là dạng 226 ấy, là cái cốt phổ thông cho em này. Đấy, hàng này thì ngoài thị trường nó rất là dễ phụ tùng thay thế nhá. Rồi ngày hôm nay trên kênh của em sale cho toàn thể quý vị bà con của bác mình này với giá chỉ có 550.000 nhá, 550.000. Máy thì theo kèm là tay cầm thế thôi, ba chức năng đầy đủ nhá, khoang thường và khoang bê tông này và độc cho em. Độc này thì mình độc tường nha em nhá. Đấy, đừng có mua về mình đi độc bê tông thì nó không chịu đời nổi đâu nhá. Rồi với giá thì siêu rẻ rồi, quý anh chị em bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá.
Rồi bắt đầu bật nhá. Bật điện. Đấy. Đồng hồ hiển thị không lên. Bấm chuyển các nút không được. Kể cả thử mic lẫn thử que đều không ấy được. Vì nó không lên 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 nó không hiển thị đồng hồ hàn không được. Đó. Còn là còn lấy là quạt này. Quạt nó quay cứ giật. Đấy. Đấy. Nhìn thấy chưa? Đấy, quạt nó cứ giật nó không, kiểu như nó không vào điện. Đấy. À, tất cả máy là mới tinh này. Mà mới lấy được 2 lần, mỗi lần giờ chấm được vài chấm. À, cái này là vừa mới tháo cái mic ra rồi. Nếu còn cái que thì là không hàn được. Đó. Không hiểu lý do gì. Đó. Đó, quạt nó cứ giật. Kiểu như điện không mấy. Còn màu đồng hồ này thì không hiển thị lên. Ấn từ mic sang que rồi nó ấy đều không ấn được. Cho nên nó không hàn được. Đấy, thôi là bỏ chỉ thế thôi nhá. Rồi ngày hôm nay tiếp theo em có về thêm một cái lô sản phẩm nha quý vị nhá. Đây hàng cực kỳ xịn luôn và đây là hàng bài nhá, hàng bài. Đấy quý vị bà con bạc mình tha hồ sử dụng nhá. Đấy. Với về một cái lô sản phẩm là đầu băng tôn nhá, đầu băng tôn 8 ly cho em này. Đấy 500 nằm có sẵn trong rồi nhá. Cực kỳ ok luôn. Và ngày hôm nay em thanh lý giá siêu rẻ cho toàn thể quý vị bà con bạc mình này. Đầu băng tôn này, đầu băng vít này nhá. Đầu bằng tôn bằng vít Makita này, cực kỳ là ok luôn nhé. Đây, ok chưa quý vị? Rồi, dập chữ nồi luôn. Đấy, hàng bao ngon rồi nhá. Đấy, và giá cực kỳ siêu rẻ cho toàn thể quý vị luôn. Đấy, với giá chỉ có 2.000 đồng nhé. 2.000 một đầu thôi. Đấy, hôm nay em sell kênh trên kênh bảng cực kỳ rẻ luôn. Quý vị bà con bạc nhanh tay nhanh chân lên mua về sử dụng nhá. Giá siêu rẻ. Đấy, cực kỳ ngon. 2.000 đồng một cái nhá. Một đầu 2.000. Đấy, đồng giá nhá, đồng giá. Đầu bằng tôn bằng vít. Đấy, bằng vít cũng 2.000 mà bằng tôn cũng 2.000 một đầu cho em. Đấy, quý vị bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp theo đấy là có cái lô sản phẩm là mùi này. Mùi khoang, mùi này là mùi dài nhá. Mùi dài thì hình như là mùi 6 em hình như là còn rất là ít. Còn lại mùi 12, mùi 10 thì nhiều nhá. Rồi, thì một mùi như này thanh lý 2 mùi nhá. Đi đơn một đôi như vậy nhá. Đi đơn là một đôi như vậy là 2 cái là 15.000. Đấy, đi đơn một đơn 2 cái là 15.000 cho em nhá. Đấy, quý vị bà con bạc mình quan tâm thì ở em nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em có về một cái lô sản phẩm. Đây là cái mẫu thước đo nhá. Đấy, thước đo người gọi là thước legal, thước cân mực. Đấy, rất chi là đẹp luôn nhá. Đấy, và mình có chế độ đo này, đo thước dây nhá. Đo thước dây thì nó là 2,5 m cho em này. Còn không thì mình có thể đo bằng cái chế độ đo con này cân nhá. Đây là thước cân luôn, cân mực. Đấy, cân mực nhá. Đấy, có tia laser luôn. Đấy, mình có thể đo bằng cái giác khắc vuông để cho cái thước này nó cân. Đấy, nó cái cân mực thì nó sẽ giác vuông góc cho mình nhá. Cực kỳ là hay luôn. Đấy, và có công tắc này, có pin này và được tặng kèm 3 quả pin nhé quý vị nhá. Đấy, tặng kèm 3 quả pin luôn. Cái lô này thì em về nó cũng có số lượng ít thôi. Đấy, nó cực kỳ là hay nhá quý vị nhá. Đấy, mình có thể cân được 3 mặt nhá. À, mặt đứng này, mặt nghiêng này và mặt nói chung là mặt phẳng, nói chung là 3 mặt như này. Em cũng không sành về cái thứ này nhưng mà thật sự là nó rất chi là ok đấy. Đấy, như anh điền nước mà đi chôn đế này, lắp vòi nước này, cực kỳ là ok luôn nhá. Thì ngày hôm nay em sale với giá chỉ có là 80.000 thôi. 80.000 một sản phẩm nhá.
Rồi, ngày hôm nay có về thêm một cái mẫu sản phẩm nhá. Đấy, dành cho những bác nào mà thường xuyên đi làm xa mà đi xe máy ấy, thì đây là cái giải pháp tối ưu để cho con xe mình không bị phai màu nhá, không bị ở nắng này và không bị mưa này. Đây là cái sản phẩm bọc áo bọc xe máy nhá, hay bọc xe trầm xe ấy, để cho nó khỏi bị nắng như này. Đấy, em có về làm mẫu nhá. Đấy, đây là cái giải pháp, đây là bọc bao bóng để bọc xe cực kỳ là ok đây nha. Đấy, mà em bọc như này, trầm như này, nó không bị mưa nắng gì hết nha, không phải lo nhá, để ngoài trời không phải lo luôn. Đấy, thì cái sản phẩm này em thanh lý với giá chỉ có là 29.000 thôi nhá. Đấy, 29.000 một sản phẩm như này. Đấy, quý anh chị có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay bên em có về cái lô súng nến nhá. Đấy, súng nến dành cho các quý nào mà hay thường xuyên hay làm đồ chơi ấy. Đây. Đấy, đây là khẩu súng nến xài điện 50-220 thoải mái nhá. Đấy, và mỗi đơn hàng là mình tặng kèm theo 5 cái nến dài này. Đấy, 5 cái nến dài như này nhá, tặng kèm theo này. Đấy, với giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, thân hôm nay sale giá rẻ sập sàng nhá, 40.000 cho toàn thì quý vị bà con bạc mình nhá. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em này. Còn anh nào có nhu cầu mua thêm nến thì đây nhá. Đấy, 10 cây của nó là nhiêu tiền đây? Hả? 5 cây 10.000 nhá. Đấy, 5 cây 10.000. Đó, mốc thêm thì lấy luôn nhá. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh em có về một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, về và sale rẻ luôn, cực kỳ rẻ cho quý vị bà con của bạc mình luôn nhá. Đấy, với một cái dòng sản phẩm là máy đo huyết áp này. Máy đo huyết áp xài điện tử quý vị nhá. Máy đo huyết áp điện tử cho em này. Đấy, cực kỳ dễ sử dụng luôn. Đấy, bác nhà nào mình cũng nên mua một cái như này về để trong nhà ấy, rất chi là tiền lời nhá. Rồi, rất chi là dễ sử dụng luôn. Cái này thì mình quàng vào trong tay rồi, thì ai cũng từng đi khám bệnh rồi nhá, thì chắc có lẽ cũng có biết. Đấy, mình quàng vào trong tay, mình quấn vào và có sợi dây. Này nó có một sợi dây nhá, dây để lòi ra cho mình đây. Dây này nhá, dây này mình găm vào đây cho em này. Đấy, mình găm vào máy nhá, mình găm vào máy cho em. Đây bên hông. Làm là bên hông này. Này là mình găm như này. Rồi là ok nhá, găm như vào. Xong đó thì mình bỏ pin nhá. Pin thì mình bỏ pin đây. Gồm có 4 quả pin nhá. Mua 4 quả pin nhá. Máy theo kèm là không pin quý vị nhá. Đấy, mình nhớ lưu ý là về mua pin cho em này. Em thanh lý rồi nên không có pin nhá. Rồi, 4 quả pin con thỏ vào đây cho em. Rồi, và chỉ bấm nút nguồn này là nó sẽ tự động đo cho mình thôi. Cực kỳ là hay nhá. Và ngày hôm nay trên kênh của em ấy thanh lý với giá chỉ có 180.000 thôi. Còn quý vị nào mà không mua thì nhớ cái cùng nhá. Đây là cái cụ sạc của Samsung ấy, là đầu to đầu nhỏ là găm vào là mình xài được luôn. Đấy, không cần pin nhá. Cực kỳ là hay. Đấy, với giá chỉ có 180.000 một cái cho em này. Đấy, bà con của bác mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Rồi, chào mừng toàn thể quý anh chị em bà con bạc nha. Đấy, đã quay trở lại. Và đây hôm nay có về cái màu sản phẩm một con đánh trứng xài pin, đánh trứng nha, xài điện 220. Đấy, nó cực kỳ là nhỏ gọn luôn. Và tặng kèm thêm ba cái đầu đánh nha. Ba cái đầu đánh, một cái đầu xoắn và hai cái đầu nù này. Đấy, cực kỳ là ok luôn. Với dòng sản phẩm này mình có thể đánh cà phê, đánh trứng này, hay là đánh bất cứ cái gì, cực kỳ là hay nha. Làm soda hay là gì đấy, cực kỳ là ngon. Đấy, với cái dòng sản phẩm này thì em đang thanh lý với giá chỉ có 99.000 thôi. Đấy, 99.000 thôi quý vị nha. Đấy, quý anh chị em bà con mình quan tâm đến cái mẫu sản phẩm này thì ở em nha. Tiếp theo quý vị nha. Tiếp theo quý vị bà con các bác nha. Đấy, về hôm nay về một cái lô sản phẩm, một cái dòng máy cào râu, mà nói là cực kỳ là cao cấp và xịn sò. Và đặc biệt cái em này này, đấy, nó có cái phụ kiện theo kèm này. Đấy, tặng kèm theo đầu tỉa lông mùi này, cào mặt này và ba cái bộ lưỡi nhá, ba cái bộ lưỡi gửi theo kèm luôn, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, giá thì em đang sale trên kênh cực kỳ là sập sàng luôn, giá cực kỳ yêu thương nhá. Đấy, cái với sản phẩm cao cấp như này em đang thanh lý với giá chỉ có là 140.000 nhá, 140.000 cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình này. Đấy, hàng là bao chất lượng, bao xịn sò luôn, đẹp. Đấy, cực kỳ là ngon nhá. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có thể mua về sử dụng hay hoặc làm quà tặng gì đấy cũng cực kỳ cao cấp nha. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, với giá chỉ có là 140.000 thôi nha. Rồi, quý anh chị em bà con của bạc mình ai có nhu cầu quan tâm thì ở em nha.
Chào mừng toàn thể quý anh chị em bà con nha. Đấy, ngày hôm nay có về thêm một cái dòng sản phẩm hút bụi này. Đấy, một cái hàng xuất châu Âu cho toàn thể quý vị nha. Đấy, hàng Nhật xuất châu Âu, bao xịn sò, bao chất lượng luôn. Đấy, một cái sản phẩm mà nó nói chung là cái phụ kiện theo kèm nó cực kỳ là hay này nha. Nó có cái ống mềm này, ngay cả cái chổi này, rồi dây sạc cực kỳ là lớn nha. Có củ sạc theo kèm luôn. Đấy, phụ kiện nó như này, một cái máy rất chi là xịn sò như này nha. Rồi, với dòng sản phẩm này em đang thanh lý cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình ấy, với một cái giá hết sức hợp lý luôn. Đấy, giá cực sàng nha. Chỉ có là 290.000 thôi. Đấy, một cái sản phẩm xịn sò cao cấp này mà 290.000 thì quá tuyệt vời cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạc mình nha. Ai có nhu cầu quan tâm thì alo cho em. Tiếp tục ngày hôm nay về thêm một cái tuyệt phẩm nữa cho quý vị bà con của bạc mình thường hay đi đêm nha. Và nói chung là có những cái ngành nghề bảo vệ thì hay thường xuyên sử dụng những cái vật dụng như này. Đây là một cây đèn pin. Đấy, một cái màu đèn pin phải nói em bao cho toàn thể quý vị mình rọi xa rọi sáng nha. Đấy, và nó có tính năng là đèn bên hông này và đèn nhấp nháy báo sự cố này. Và đặc biệt đây là nó một cái đèn là bao sáng này. Đấy, cái độ sáng của nó là rọi đến từng một cái số luôn quý vị nhá. Bao xa luôn, bao chất lượng, bao xịn sò cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình. Đấy, đây là tính năng nhá. Đấy. Đây đèn bên hông. Đây là cái màu đèn bên hông cho em này. Rồi, đây là đèn báo sự cố nhấp nháy nhá. Đấy, nó cực kỳ là đa năng như này. Ok chứ quý vị. Rồi, và đặc biệt thêm một cái tính năng nữa mà quý vị phải nói là phải hú hồn với nó này. Đây, nó nằm trong lòng, đấy, trong gọi là nội tạng của nó nhá. Đấy, mở nó ra là gấp đôi nó lại. Đây là những cái chi tiết mình có thể giải quyết những cái sự cố cần thiết nhá. Giải quyết những sự cố cần thiết như con ốc, con vít này, lục giác này. Những cái này là những cái cực kỳ thông dụng luôn cho bà con quý bác mình ai có nhu cầu sử dụng nhá. Với cái sản phẩm này thì nói chung là thanh lý giá cực kỳ rẻ luôn. 195.000 nhá, 195.000 cho toàn thể quý bà con của bạc mình này. Đấy, mua về xài cực kỳ sướng quý vị nhá. Đấy, em bao chất bao xịn sò cho toàn thể quý vị mình bà con bạc mình luôn nhá. Đấy, hôm nay có về một số cái dòng về thêm nhá, về thêm một cái bộ khẩu này. Đấy, bộ khẩu có cần tự động theo kèm cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạc mình nhá. Đây là cái bộ khẩu từ cái này là từ 8-10 nhá, từ 10 cho đến 24. Đấy, khẩu này từ 10 đến 24 quý vị nhá. Giá siêu rẻ luôn quý vị ơi, giá cực kỳ rẻ luôn, như 140.000 nhá. 140.000 thôi. Đấy, quý vị nghe không nhầm đâu, gồm có 12 chi tiết và thép này là thép CRB. Đấy, thép CRB siêu cứng nhá. Đấy, cực kỳ là rẻ cho toàn thể quý vị bà con của mình mua về sửa chữa máy móc này. Thiết bị nói chung là nhà nào cũng nên có một cái bộ như này để mình nhờ có việc vấn đề gì thì mình có thể sửa chữa rất chỉ là tiện lợi nha. Với một cái cần khóa tự động rắc lê, nguyên một cái bộ com lê như này quý vị nhá, chỉ có 130.000. đấy, thanh lý luôn bằng 130.000 luôn quý vị nhá. Đấy, anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Và tiếp đến là cái bộ, nếu như anh nào mà chuyên sửa chữa mà hàng cần những cái hàng xịn sò cao cấp, với một cái bộ đầu khẩu, mới một cái bộ đầu khẩu này nhá, cực kỳ là ngon. Đấy, bộ đầu khẩu này là đầu khẩu thép này thì siêu xịn sò rồi. Đấy, đảm bảo chất lượng nhá. Hàng này là thép. Đấy, cái độ dài của nó là 8 phân cho em, độ dài 18 phân nhá. Đấy, mình có thể mở được những con ốc nào sâu ấy thì nó là từ 8 cho đến 24. Từ 8 đến 24 này, nằm trong hộp hàng xịn sò cao cấp như này. Với giá thì sao này anh em? 180.000 nhá. Đấy, 180.000 cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình có nhu cầu quan tâm này nhá. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay em về cái dòng sản phẩm nhá, vòng một cái dòng sản phẩm máy thổi bùi bi cực kỳ là ngon luôn quý vị ơi. Nói chung là cái dòng sản phẩm này quý vị mua về xài cực kỳ là hay luôn nhá, để hút bụi nó trong nhà nào cũng cần hết, đặc biệt là những lúc ngày rằm mùng 1 để làm vệ sinh bàn thờ tổ tiên này. Đấy, cực kỳ là hay luôn nhá. Mới một cái sản phẩm thân hình gọn nhỏ và nói chung là nó dễ hút rất kỳ cục nhá. Đấy, và đây là có thêm một cái chùi này này theo kèm này này, nó lúc nào mình cần ấy thì mình sâu thêm cái chùi vừa đánh nhá, cái nào bừng cứng ấy thì mình vừa đánh vừa hút luôn, còn không thì mình để như này mình hút nhá. Với một cái dòng sản phẩm máy hút bụi mini xài pin ấy, em đang thanh lý với giá kịch sàng luôn quý vị nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn này. Đấy, máy thì khởi động cực kỳ là mạnh, hút ba hút nhá.
Và đây em sẽ test thử luôn cho quý vị cùng xem này. Một cái hạt gạo nha, hạt gạo làng ta này, có vị vù sa. Đấy, to này, nặng này, nhưng mà hút thoải mái nhá. Đây, nhìn thấy chưa? Đấy chưa, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, như một cái cối xay gió chưa? Hút cực kỳ đầy rồi này. Ô rồi, hút đầy nhắc luôn. Đấy, cực kỳ là đã luôn quý vị nhá. Phê lê luôn. Đấy, hút bụi nào mà bụi thì thoải mái luôn. Đặc biệt là làm vệ sinh ghế sofa này, hay là xe ô tô này, đấy, ngóc ngách các như vậy thì hút cực kỳ là ngon luôn. Cái hạt gạo to bự như này mà nó hút đầy như này thì quý vị nhìn hiểu nó khỏe như nào rồi nhá. Rồi, với dòng sản phẩm này em đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi nhá. Đang thanh lý với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, hôm nay chơi lớn, đấy, sale sập sàng luôn cho quý vị bà con bạc mình về xài nhá. Đấy, hút bụi xài bằng pin. Khi mình xài hết pin rồi thì mình nhớ nhá. Đấy, xài hết pin rồi thì nhớ sạc pin cho em, có dây cài sạc theo kèm này. Và nó sạc là theo cái cụ sạc điện thoại của mình ấy. Theo cụ sạc điện thoại cho mình nhá. Đấy, em nhích thêm một vạc nữa cho quý vị cùng xem này. Nhiều lúc các bác nói là đây, cái này đang còn trống trơn nhá. Cái này còn gạo đầy này. Và bịch luôn nè nhá. Đấy, ôi dồi ôi, khuê như này mà quá ngon như này. Đấy, hút thoải mái nha em nhá. Cực kỳ là đã luôn. Với giá chỉ có 90.000 thôi. Đấy, quý anh chị em bà con của bạc mình có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Tiếp tục ngày hôm nay trên kênh của em sẽ review cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình một cái dòng sản phẩm nhá. Đấy, đây là một con máy thổi hút bụi mini. Đấy, thực sự luôn cái sản phẩm này nó có chế độ hút và thổi luôn. Cực kỳ là ngon nhá. Với mà một cái sản phẩm hàng Nhật xịn sò cao cấp của em này. Đấy, bên kênh của em không ngừng đi tìm kiếm những cái sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý cho toàn thể quý vị bà con của bạn mình sử dụng nha. Đây, và một cái con siêu phẩm siêu nhỏ gọn đây để dành cho những bà con mình làm vệ sinh những cái ghế sofa này, giường tù này thoải mái nha. Đấy, vừa thổi vừa hút luôn, chỗ nào cần thổi thì mình thổi nhá. Đằng sau này đây là cái đuôi, mình có thể lắp ra nhá, mình có thể rời ra như này và có thể ráp vào luôn. Đây, cái này thì cũng có thể hút này, nó đặc biệt là hút là ok luôn. Đấy, đây mình cái này nó vừa luôn nhá, cái đuôi của nó là nó như này, cực kỳ là ok. Đây, để em ráp vì em một tay nhá. Đây, trước tiên là giới thiệu cái thổi cho toàn thể quý vị mà con mặt thấy chưa, thổi nhá, thổi ok chưa. Đấy, bay gào bay rồi này. Đấy, thấy chưa, bay gào này nó bay hết luôn. Còn muốn chế độ hút thì đây, hút thì thoải mái em không phải lo nhé, hút thì bao la rồi nhé. Với một cái viên gạo như này nó nặng nhưng mà nó hút đầy như này thì quý vị biết như thế nào, chất lượng nó như thế nào rồi nhé. Đấy, một cái sản phẩm này em đang thanh lý trên kênh đang có giá siêu rẻ luôn, với giá chỉ có 180.000 thôi nhá. 180.000. đấy, quý anh chị em bà con hoặc mà ai có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm này thì gọi điện vào số hotline em ghi lên màn hình nhá. Rồi tiếp tục về một cái lô sản phẩm máy thổi và hút bụi nhá, hàng cao cấp cho em này, cho quý vị bà con của bác sử dụng nhá. Đấy, với cái một cái công suất cực kỳ là lớn này, 750W nhá. Đấy, vòng tua là đến tầng 13.000 vòng này, cực kỳ là đã luôn. Đấy, thổi lá thổi nó cho thổi hút bụi thoải mái cho em này nhá. Có bọc luôn, có túi rác theo kèm theo cho mình nhá, muốn thổi hút. Đấy, cực kỳ là xịn sò luôn với cái dòng sản phẩm này. Hiện tại bên em cũng đang mới về cho nên có giá cực kỳ yêu thương cho quý vị bà con của bạn này. Xeo với giá 210.000 nhá, 210.000 thôi, quá rẻ. Đấy, quý vị có nhu cầu quan tâm thì ơi em nhá. Và ngày hôm nay em tiếp tục giới thiệu cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của bạn mình nhá, một cái dòng sản phẩm. Đấy, nhìn là chất rồi nhá. Đây là một cái dòng sản phẩm massage chân. Đấy là cái màu massage chân này, hôm nay là về màu mới nhá, hàng chất lượng cao, đấy, hàng xịn sò và đẹp hơn nhá. Đây, và cái sản phẩm này thì nó có chế độ là mình gấp gọn được này nhá, mình gấp gọn được và mình móc lên, đấy, mình cất giữ lại khi mình dùng xong, khi mình dùng, đấy, mình gỡ ra nhá và gấp ra như này và gắn cái điểm xung điện này vào cho hai cái điểm này cho em nhá, đấy, gắn cái xung điện vào hai cái điểm này cho em này, đấy, và khi xài hết điện thì có dây sạc theo kèm luôn, rất là ok nhá. Thì cái màu massage chân này ấy, thì nó có nhiều, nói chung là trong cái lòng bàn chân mình này, thì đây là mô hình của hai cái lòng bàn chân của mình, nó có rất nhiều cái chế độ như là
các cái chế độ này, một cái không một cái ô này là nó kích thích một cái là như tim thần này, phổi này, nói chung là nó kích thích hết. Mình để cái lòng bàn chân vào đây là những cái chỗ điểm này là điểm huyệt nhé, những cái điểm huyệt như mắt, tai này, mũi này, vân vân, và tim gan nói chung là nó có đầy đủ trên cái này, nó đều massage cho toàn thể. Đây, dưới cái lòng bàn chân của mình ấy là nó có nó hồi tụ tất cả các cái mạch huyệt đạo của cơ thể con người mình, và nó là massage đầy đủ luôn. Đấy, nó làm tinh dưỡng cho mình, nó làm massage cho toàn thể cái những cái chi tiết của cơ thể mình, nó cực kỳ ok nha. Với cái dòng sản phẩm massage chân, đấy, xài xung điện bằng chân nha, với giá chỉ có là 95.000 thôi. Đấy, với giá 95.000 quý vị nha. Và tiếp đến là cái dòng sản phẩm bóp cơ tay nha. Cái mẫu bóp cơ tay này ấy, là mình để tập thể dục, mình để nói chung là dành cho những cái bác nào mà hay thường xuyên tê tay tê chân này, hoặc là tập cơ tay cơ chân ấy, thì mình sử dụng cái dòng sản phẩm này cực kỳ là hay nhá. Đặc biệt là các cái cụ già đây vào tầm 60 tuổi đổ lên ấy, ấy thì nó mình thường xuyên ấy, mình ngồi cũng có việc gì, mình vừa uống trà, mình đánh cờ, mình ngồi mình bóp cho cái cơ tay của mình nó hoạt động, đấy, là luôn luôn tốt nhá. Và cái này mình có thể điều chỉnh luôn, điều chỉnh được nhá, từ cái mức là từ 5kg cho đến là 60kg này. Đấy, mình xoay ở đây nhá, cực kỳ là hay luôn. Và nó có đếm luôn này, có đếm cái số lần mình bóp, giống như ngày này mình có thể là bóp 30 và lần sau mình có thể bóp lên 35-40, tăng dần và có số đếm cho mình luôn nhá. Với giá chỉ có 35.000 thôi. Đấy, đợt này em về em xả rẻ nhá, 35.000 một cái này, cực kỳ là ngon luôn nhá. Rồi tiếp tục ngày hôm nay trên kênh em có về một cái tuyệt phẩm dành cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nhá. Đấy, một cái tuyệt phẩm nhìn đẹp mê hồn luôn. Đấy, dành cho những bác nào mà thích đàm đạo nhá, hay uống trà đàm đạo thì đây, một siêu phẩm tuyệt vời luôn. Đấy, không thể thiếu cho những anh chuyên gia đàm phán nhá. Rồi, gồm cái bộ tách trà cao cấp cho em nhá. Đấy, gồm có đĩa này, gồm có đây là cái sản phẩm mình để pha trà nhá. Pha trà thì nó sẽ lọc và nó sẽ xuống như kia. Và đây là một cái đĩa để mình rang nước này. Và đây là cái để mình tẻ ra ngoài. Đấy, rất là bài bản nhá, cực kỳ nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây, một cái vòi có 6 chén này, siêu đẹp chưa. Đây, nó là một cái bộ com lê của nó gồm như này quý vị nhá. Đấy, hiện tại bên kênh bên em đang sale với giá chỉ có là 210.000 nhá, 210.000 thôi, quá tuyệt vời luôn, quá rẻ, quá yêu thương. Đấy, không thể nào mua ở đâu ra cái sản phẩm này mà tuyệt vời như này được nhá, về số lượng cực kỳ là lớn luôn. Và tiếp theo, đấy, tiếp theo cho toàn thể quý vị bà con của bạc mình nữa, đây là cái sản phẩm mà ngày hôm nay nhá. Đây, cái sản phẩm này là cực kỳ ngon luôn này, cực kỳ hay này. Đây là một cái cà thì gọi là người ta gọi là cái để bới cơm ấy, cái comment bới cơm, comment bới cơm nhá. Đấy, rất là ngon. Và đặc biệt cái mẫu sản phẩm này ấy, là mình có thể có dây điện này, nó có giống như một cái nồi cơm á, cái nồi hâm, chế độ hâm nhá, có dây điện theo kèm luôn này, có dây điện theo kèm cho em nhá. Này là dây điện theo kèm này, mình về mình bới đi này, và những cái nơi nào mình khi mà trời nóng hoặc là cơm nó nguội ấy, thì mình có thể găm vào và có chế độ hâm cho em này, nó ấm, nó sẽ giữ ấm cho em nhá. Đấy, bằng inox luôn, cực kỳ là ngon luôn. Dưới này là cái nồi chế độ hâm của nó nhá, và để vào đây để bấy cơm sâu này, đấy, thức ăn này, đấy, và đó, nó có nhiều chế độ, ba cái nhá, này gồm có ba ngăn đây, và cái này là có thể bấy chế độ xào hay đồ gì đấy tùy thuộc mình nhá, rất chi là ngon luôn. Đấy, với giá là 195.000 nhá, 195.000 thôi. Rồi, đây, đây là mình muốn như nào thì đây nhá, có hình đầy đủ luôn, và mình chức năng mình làm việc như nào thì tùy theo mình luôn nhá. Đấy, cực kỳ là ok, nên nó có nhiều chế độ lắm, đầy đằng đầy, đầy rất là ngon luôn. Đấy, 195.000 quý vị nhá, nhất thì ok này. Rồi, dành cho chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà này nhá, về chăm sóc sức khỏe cho mọi nhà này. Đây là một cái cân điện tử thành công vịt này, cân điện tử nhá, với cái trọng lượng của nó là lên đến là 180kg này, thoải mái cho em nhá. Đấy, cân thoải mái cho em đứng lên luôn. Đấy, bỏ pin nhá, xài pin cho em này, cho pin vào đây để xài nhá, với giá chỉ có 100.000 thôi. Đấy, 100.000 thôi, về số lượng thì bao la quý vị nhất được thì ok nhá. Tiếp tục ngày hôm nay về một số lượng lớn về cái dòng màu massage này cho toàn thể quý vị bà con các bạn mình nhá. Đấy, từ massage
bằng điện, massage pin có đầy đủ hết nhá. Đấy, và đây là cái sản phẩm massage xài điện 220V với chức năng của nó là massage rất chi là sướng này. Này một em gái xinh tươi đang massage nhá. Đấy, xài điện 220V này, và có điều chỉnh tăng áp luôn nhá, có điều chỉnh tăng nhẹ mạnh nhẹ luôn đấy, và tăng kèm 4 cái đầu như này nhá, 3-4 cái đầu như này, với giá chỉ có 140.000 thôi, 140.000 quý vị nhá. Đó, quá rẻ, dòng massage xài điện cho em này. Rồi còn tiếp tục, anh nào mà muốn xài cái dòng massage mà 4 đầu đấm này, cái dòng massage này là 4 chức năng, người gọi là 4 chức năng nhá, và có là 4 chức năng và nó là 6 chế độ tăng mạnh nhẹ. Đây sau này là 6 chế độ tăng mạnh nhẹ cho em nhá. Đây mình tăng theo từng cái một này, và đèn nó chiếu sáng nhá. Với giá chỉ có là 215.000 thôi. Đấy, em thanh lý 215.000 nhá. Đây. 6 nhá. Đây thấy chưa? 6 cấp độ cho em này, đấm cực kỳ là đạt luôn. Phê clê luôn nhá, cực kỳ là sướng luôn nhá. Đấy, máy này là em bao khỏe luôn. Đấy, quý vị massage thoải mái cho em này. Đấy, cực kỳ là ngon nhá, với giá 215.000. Đây 215.000 một cái sản phẩm như này nhá. Máy massage bằng điện bằng pin. Đấy, còn bác nào muốn xinh xắn xinh tươi hơn và 8 chức năng. Cái này thì nhiều đầu đấm hơn nhá. Đấy, gồm có 8 đầu đấm cho em này. Đấy, và thì cái sản phẩm này thì nó là mình khi mình sử dụng nó ấy, thì mình lưu ý nha, mình bấm cái nút khởi động của nó ấy. Mình bấm cái nút khởi động của nó qua tầm 10 giây cho em nhé, bấm nút khởi động này. Đấy, 10 giây nó mới hoạt động, thấy chưa? Đấy, và bỏ vào là thấy chưa, 3 chế độ, nhưng mà chế độ này 3 chế độ cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, cực kỳ là sướng luôn nhá. 8. Đấy, đèn đẹp lung linh luôn nhá. Đấy, siêu ngon luôn. Đấy, và đây là chế độ đổi màu của nó nhá. Đấy, và muốn tắt thì mình nhấn vào. Đấy, muốn tắt thì mình nhấn vào nhá, nhấn vào giữ thì nó sẽ tắt cho em. Đấy, 260.000 nhá, 260.000 thôi. Đấy, giá cực kỳ là rẻ và yêu thương rồi. Rồi tiếp theo đấy là cái gối massage. Đấy, tiếp theo là cái mẫu gối massage này. Đấy, gối này là gối nghỉ ngơi. Đấy, gối nghỉ ngơi dành cho những cái không gian nào mà trống rỗng, căn phòng nào mình cần có sự nghỉ ngơi, ghế hơi cực kỳ là phê luôn nhá. Cái màu ghế hơi này thì 350.000 này, 350.000 nhá. Rồi tiếp theo cho toàn thể quý anh chị em bà con của bạc mình là một cái sản phẩm phải nói là cực kỳ là với một cái thời buổi công nghệ cực kỳ là đẹp nhá. Nhìn một cái sản phẩm máy pha cà phê hàng cao cấp cho em này, máy pha cà phê cao cấp cho em nhé, cực kỳ là sướng luôn. Đấy, quý vị nhìn thấy chưa, cái hương vị cà phê của nó này nhá. Đấy, mình pha cà phê ra như này đây. Đấy, cho vào trong này nhá. Đấy, trong này có túi đựng rác này, ok chưa, nấu này, pha này, cực kỳ là ok luôn. Với giá chỉ có là sản phẩm này bên em đang thanh lý với giá chỉ có là 370.000 nhé, 370.000 một máy pha cà phê hết sức là chất lượng và xịn sò luôn. Đấy, đầy đủ như này, thấy chưa quý vị. Anh chị em bà con bạc mình có nhu cầu quan tâm đến cái bộ sản phẩm này, buổi sáng mà làm ly cà phê thì nó phê đời lắm nhá, cực kỳ là ngon luôn. Em pha xong ra đây chế nhá, cực kỳ là ok này nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đấy, quý anh chị em bà con bạn ai có quan tâm đến cái màu sản phẩm này thì ở em này, với giá chỉ có là 370.000 nhá, 370.000. Đấy, đây là cái sản phẩm máy pha cà phê. Tiếp đến nhá, tiếp đến cho toàn thể quý vị anh chị em bà con của mình. Rồi tiếp theo ngày hôm nay em có về một cái lô đèn pin nhá. Đấy, một cái lô đèn pin cầm tay phải nói là bao chất lượng, bao xịn sò luôn. Đây, em nói đây nhá. Rồi một cái tay cầm này là cầm một cái loại bằng nhôm nhá, cực kỳ là ngon luôn, siêu chất lượng luôn, siêu xịn sò nhá, hàng bao chất lượng, bao xịn sò. Và cái độ sáng của nó thì phải nói không phải bàn gì nữa. Đấy, độ sáng của nó là siêu chất lượng rồi nhá, với một cái bóng đèn led siêu sáng và hai quả pin lớn theo kèm. Đấy, mình có thể xài lên đến tầng 5-6 tiếng đồng hồ thoải mái cho em nhá, liên tục nhá. Rồi với cái màu sản phẩm này ấy, đây là bằng kim loại nhá, kim loại nhôm, cực kỳ là ok luôn. Đây, hàng cao cấp đúc nhá. Đấy, như này, hàng Japan cho em. Thì cái lô này em về còn một số lượng không được nhiều đâu, nên quý vị bà con bạc mình ai có nhu cầu nhanh tay nhanh chân lên nhá. Với giá chỉ có là 145.000, và 145.000 là giá em đang sale đó quý vị nhá. Và nhanh tay nhanh chân lên để có cái sản phẩm tốt xài nhá.
Rồi, hôm nay em có về một cái lô băng keo điện nhá. Đây, băng keo điện cực kỳ là đẹp luôn. Đây, hàng này nói chung là cực kỳ là sweet luôn nhá. Đây, mềm lùa, nói chung là keo là dạng bao chắc chắn luôn. Đây, hàng này hàng cao cấp quý vị nhá. Đây, một cái lô keo điện. Hàng mới về nói chung là mới Kensben luôn. Đây, hàng bài cực kỳ là ngon nhá. Đây, với giá thanh lý thôi, giá thanh lý thuộc cuộc nha quý vị bà con của bác mình này. Nhá, 50.000 đồng một cuộn nhá, 50.000 đồng một cuộn. Đây, keo này là keo lớn nhá. Đấy, nhìn quần keo lớn nhá, dày lớn cực kỳ là ngon. Hay ra quán mua không có một cái giá này đâu. Hãy thanh lý về cho quý vị bà con của bác mình xài thôi nha. Mua để trong nhà 5-10 cuộn gì đấy sử dụng dần dần nha. Đấy, cái cần là lúc nào cũng cần dùng được hết nhá, cực kỳ là ok. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay bên kênh của em có về một cái lô sản phẩm. Đây là cái mẫu của pin nhá, pin này là pin tiểu, pin để lắp móc remote này. Đấy, remote TV, remote điều hòa này. Đấy, các loại nhá. Đấy, kính thưa các loại mà cái nào mà dùng pin tiểu thì mình sử dụng nhá. Đấy, thì ngày hôm nay trên kênh của em sẽ thanh lý với giá siêu siêu cực rẻ cho toàn thể quý vị mình nhá. Với giá chỉ có 3.000 đồng một cuộn thôi, 3.000 đồng một cặp nhá. Đấy, anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ơi em. Đây, bạc ngạc bao la cho quý vị luôn nhá. Hay về một cái lỗ này là cái mẫu bùi nhùi nhá, lẩu bùi nhùi để làm vệ sinh son đồ cho em này nhá. Một cái một bịch như này gồm có 4 cái thì em sẽ thanh lý cho quý vị bà con của bác mình về sử dụng nhá, với giá chỉ có 5.000 thôi nhá. Đấy, cái miếng bùi nhùi này 4 cái này cực kỳ là ok luôn nhá. Xài sang miếng này dục đi rồi xài miếng khác. Đấy, với giá chỉ có 5.000 đồng một cái thôi. Hãy quý anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì ơi em nha. Rồi, tiếp tục ngày hôm nay bên em này giới thiệu cho toàn thể quý vị bà con anh chị em bà con bạc mình ấy một cái bộ ly nhá, bộ đó là bộ ly hoa quả nhá, ly trạch hình thù rất kỳ cực đẹp luôn. Này thì hoa quả trái dứa này, hay sữa sữa cực kỳ đẹp nhá. Và nó là theo kèm cũng có 4 cái ly, thì ba cái ly như này và một cái ly màu mè như này nhá, một cái ly có cái hình thù màu mè như này, như quả hình quả dứa quả thơm ấy. Đấy, với một cái bình theo kèm nữa, một cái bình đựng nước theo kèm nhá. Thì một cái bộ ấm chén hàng cao cấp như này, hàng thủy tinh cao cấp như này nhá, em sẽ thanh lý cho toàn thể quý vị bà con bạc mình với giá chỉ có là 110.000 nhá. 110.000 thôi quý vị ơi. Đấy, nhanh tay nhanh chân lên nhá. Cái này thì số lượng em cũng có được nhiều, nên anh chị em bà con bạc mình quan tâm thì múc nhanh nhá.